Xin chào các bạn, mình là Khánh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một bộ tượng Tam Đa dáng cổ. Đây là dòng sản phẩm gốm sứ Bát Tràng cao cấp. Bộ tượng Tam Đa này cao là 42 cm. Đây, mình đang quay sát vào. Màu sắc ở trên sản phẩm này là màu men, màu sắc sẽ không bao giờ bị phai mờ theo thời gian. Và đây là cái dòng sản phẩm gốm sứ sản xuất thủ công. Các bạn mà quan tâm đến sản phẩm thì các bạn có thể truy cập vào website là bát tràng.info hoặc liên hệ qua số điện thoại được đặt ở bên trên video. Đây là mặt sau của sản phẩm, được tô điểm rất là kỹ. Đây là mặt sau của bộ bao. Nó ship hàng toàn quốc, mọi người nhận hàng kiểm tra hàng. Đây phần dưới chân này, màu nâu, màu xanh nhạt và cái màu nền là màu xám. Quay các góc cho mọi người nhìn. Mẫu bộ này thì chúng ta có thể để trên kệ tủ hoặc trong tủ rất là ok, bởi vì mẫu sản phẩm nó không quá to. Mọi người có thể xem thêm nhiều sản phẩm khác tại YouTube là kênh gốm sứ Bát Tràng. Tại đây thì các bạn sẽ xem được nhiều những cái video sản phẩm mình làm chi tiết hơn nữa về những cái sản phẩm khác. Đây chỉ là một trong số rất nhiều các mẫu tượng được sản xuất tại Bát Tràng. Toàn bộ màu sắc này đều được làm rất là tỉ mỉ và chi tiết đến từng chi tiết nhỏ nhất. Màu sắc đều được vẽ hoàn toàn bằng tay. Đều vẽ bằng tay. Khuôn mặt của ba ông này được làm rất là hoan hỉ. Cái dáng của ba ông này là dáng cổ nhé. Dáng cổ, dáng lạ. Rồi ok, xin chào các bạn. Nếu thấy hay và ý nghĩa thì các bạn hãy chia sẻ rộng rãi cái video này. Cảm ơn mọi người.